Kính thưa quý vị Phật tử, kính thưa quý đạo hữu gần xa, kính thưa quý bạn hữu chưa để tâm đến với mẫu. Trong tín ngưỡng và tâm linh của người Việt, việc thờ mẫu là hiện tượng khá phổ biến vì có nguồn gốc lịch sử và xã hội sâu xa. Mẫu có nghĩa là mẹ, là đấng sinh thành nuôi dưỡng cả vũ trụ bao la và của tất cả chúng sinh. Sự cao cả của người mẹ trong tâm thức của người Việt cũng như trong tâm linh, đó chính là Phật mẫu. Thế nhưng cho đến nay không nhiều người biết về đạo mẫu. Chính mẫu đã khai thiên lập địa, sa toàn nhân loại, vạn vật sinh linh. Trong giáo lý đạo Cao Đài viết, chúng ta đã có một bà mẹ là Phật mẫu, cầm quyền năng tạo thành xác thịt và hình hài của ta. Như vậy cho thấy tất cả chúng sanh trong càn khôn vũ trụ hay tất cả vạn linh đều là con của Đức Phật mẫu. Hôm nay chúng con là những Phật tử của chùa Phật mẫu tại ấp 3, xã Minh Long, Chơn Thành, Bình Phước. Với sự hiểu biết có hạn của chúng con và đồng đạo về đạo mẫu và lời truyền dạy của mẫu qua những câu kinh để phổ thành thơ cho quý đồng đạo, quý đạo hữu gần xa, cũng như quý bá tánh chưa có dịp đến với mẫu, nhằm cảm nhận từ tâm, nhìn nhận từ thực tế, hướng đến làm điều lành, bỏ điều ác. Mẫu khai thiên lập địa, tạo ra muôn loài. Xưa vua bàn cổ phong danh, diêu trì Phật mẫu hóa sanh muôn loài. Chân linh mẫu xét soi vũ trụ, điện âm dương kết tụ anh nhi, thương tăng mẫu ngữ phương phi, phân ra thiên địa trị vì chúng sanh. Địa mẫu truyền chân kinh tâm quyết, khi âm dương hội hiệp cùng nhau, mưa hòa gió thuận tươi màu, hóa sanh nhân loại ngạt ngào chân thân. Từ đây thiên địa phân riêng, âm dương chân khí linh nguyên chẳng rời. Mẹ phân nam bắc tây đông, bốn phương tám hướng bao gồm càn khôn. Chính mẹ tạo tôi hiền Chúa Thanh,
phụ điển linh chân tánh tâm thanh. Chẳng ngừng quá quá xanh xanh tiếng càng thường truyền dẫn hành địa chi. Mẹ phán vua thiên hoàng con trường đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai. Nhân hoàng tam đệ thiên tài còn ba vị nữa phân rài sao đây. Vua phục khi ngài hay biến qua bát quái phân phát quả hiển linh. Chỉ rành tám hướng thinh thinh âm dương vũ trụ quang minh phân bài. Vua thần nông phi tài ngũ cốc sắc lệnh gieo châu ngọc khắp nơi. Đó là hạt giống của trời sinh ra lúa gạo giúp đời an khang. Vua hiển viên tạo ban nghi phục đem ấm no hạnh phúc vàng dân. Lưu truyền cơm máu chốn trần để cho người thế tâm thân thanh nhàn. Vũ trụ gió màu hoàng xuất phát mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên. Thượng tầng bao phủ điện thiên chẳng rời xa khỏi mẫu hiền dường sanh. Nhìn biển cả trời xanh nước biếc khắp bốn mùa tám tiết trở xây. Gió ngàn tỏa lượng tầng mây quá xanh nhân loại cỏ cây thú cầm. Có ngũ nhạc bỗng trầm ngân trội từ mẫu dưỡng sanh. Các đời dương đế đại danh từ trong thân màu trưởng thành mà ra. Danh lam có năm tòa thắng cảnh chốn lâm sơn tuyết lạnh sương rơi. Có cây cổ thụ sống đời sắc dân trăm họ gió nơi mẫu thành. Năm giống lúa tươi xanh dung dường sáu thứ gạo dành thưởng nhân sinh. Nhân dân nó ấm hiền dinh sống nhờ biển mẹ quyền linh phủ đầy. Nào châu quận thôn làng tỉnh quyền kia lâu đài chùa quán xá lập ra hiện thần tiên thanh
mẹ đã thương phân. Loại kim khí bạc vàng quý báu, tất cả do mẫu tạo xuất ra. Dương hầu dạng quốc gia gia, cùng do lệnh mẹ bán ra tôn sùng. Người chốn thế hiếu trung hưởng phước, bao quyền linh sao trước mẹ ban. Dân an quốc thới thanh nhàn, đế dương cung kình mẫu hoàng từ tôn. Nước nào bị dập dồn chinh chiến, cùng gió nơi mẫu chuyển phạt hành. Núi sông vô trụ đó đây, chính do hoàng mẫu dựng gầy tạo nên. Linh điện mẹ dưới trên phân rõ, tâm chân kinh mẹ tỏ lời châu. Hoàng khai đại đạo nhiệm màu, quả sanh bốn biển năm châu tươi nhuận. Phật mẫu ngự thượng tầng độ thế, điện chân linh phước huệ rải ban. Tâm kinh mẫu dạy rõ ràng, con lành hiếu thảo đàng tràng cung linh. Phước lộc thọ hiển dinh do màu, trọn đủ thời kỷ mẫu hằng niên. Dân an nước thạnh nhà yên, lời châu mẫu dài gắn chuyên tu trì. Từ ngàn xưa đến nay, người mẹ luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng đối với cuộc sống nhân loại. Không có người mẹ sẽ không có danh nhân, không có anh hùng. Chính mẹ là đấng sáng tạo ra những nhân cách kỳ diệu, kỳ vĩ và huyền diệu. Chính mẹ đã chắc chiêu cuộc sống, chịu đựng gian khó để cho các con có cuộc sống tươi đẹp. Chính mẹ tạo ra ấm áp để sưởi ấm con tim, dù con đang ở bất cứ nơi đâu, xa xôi nghìn dặm. Chính mẹ che chở những lúc con yếu mềm, cho đời con dù bước qua giông bão. Chính mẹ tạo ra bình yên trút mọi ưu phiền, những ngày con vất vả mưu sinh. Chính mẹ mới thấu hiểu những điều con chưa muốn nói. Nếu định nghĩa về mẹ, chúng con không thể nào kể xiết. Chỉ biết rằng mẹ mang đầy đủ những đức tính cao quý nhất của nhân loại.
lòng bao dung của mẫu. Mẫu cạo ra lành the lúa dài, cùng hoa hoa rau cải trái cây, nào là chua ngọt đắng cay, lúa ăn thuộc muôn rừng cây ai tường, hành ớt khẽ gừng đường tiêu tỏi, khắp nhân sinh ai khỏi bệnh đau, quá xanh linh dược nhiệm màu, cao lương mỹ vị thiếu đâu dẫn nào. Lại có dâm chanh dầu thương môi, suối nào bằng nguồn suối tình thương, mẹ ban trăm vạn mùi hương, lao tâm tổn đoạn trường vì con, công lao mẹ bút son khó tả, tình bao la biển cả có hơn, khổ đau từ mẫu chẳng sờn, nỡ nào quên giúp nghĩa ơn cho đành. Mẹ dành con đó, sản phẩm do mẹ qua tạo ra, cân đai áo màu phù hoa, đặt tiền vật dụng hiện ra hàng ngày. Chôn dương trần con lành có hương, bao nhiệm màu mẹ thương hồng ân, tất cả do lệnh mẫu phân, công dày chẳng thấy người trần ghi tâm. Mẹ thương con giả thầm đau thắt, chẳng bao giờ nhắm mắt nghĩ đâu, mặc dù mẫu càng khôn vũ trụ địa cầu tiêu tan. Dương trần như thế bèo trôi, cánh trời trong rộng thảm sầu ngàn tay. Ngoài càng khôn như lai tám ẩn, chư Bồ Tát cũng lần biệt tinh. Chúa đến quân binh sẽ đều tận diệt nhân sinh điều tàn, phương hướng đành tiêu tan tất cả, như ở trong lò hoa bị thiêu, muôn loài vạn vật bao nhiêu phải đành chịu canh quẩn hiu khổ sầu. Nhưng đại từ tôn mẫu hoàng cao cả, ân đức dày dông ngã đành sao, vậy mà tao nhân mắt khách anh hào, nông thương công sĩ nỡ nào lãng ngơ, không đền đáp tôn thờ cung kính, nỡ vô tâm chẳng kính mẫu hiền. Tâm sâu nghĩa cả đành lòng bội bạc chân truyền lời châu.
chẳng thấy ai lệ xa nhớ màu. Chốn trường giang gợi nỗi nhớ thương, ngỡ thuyền nước sóng trùng dương. Nào ai để già dân dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách, lòng ước mong quyết mạch trùng phùng. Sớm về để ngọc diêu cung, con lành cố gắng hiếu trung tu. Nhưng rồi lòng bao dung, Đại Từ Tôn Mẫu Hoàng cho biết, đúng trăng mười vào tiết trời đông, Mẫu Từ xuất hiện thần thông. Vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh, là con hiếu đàn tràng cung kính, mỗi hằng niên nguyện thỉnh Mẫu Từ. Đúng ngày thập bát trăng mười, gia gia tụng niệm, người người trì kinh. Nếu như có nhân danh hiền sĩ truyền bá kinh nghĩa lý đủ đầy, Từ Tôn đại thọ ân dày, cháu con hiền sĩ từ đây quy hoàng. Mẫu hứa sẽ ban cho con thảo năm trai lành kế tạo lương, hai gái thảo thùng lương, đời đời nối dõi tổ đường tông môn. Nam nữ nào sùng tôn kính mẫu, kính lễ ngài kỷ mẫu thành tâm. Mẫu ban phước lộc cao thâm, thiên xung vạn đại hướng âm đức về. Phương xứ nào hằng ngày cung gia, đàn tràng cầu bốn phía an ninh. Bảo toàn tăng mạng chúng sinh, mẫu hoàng phổ điện linh lời nguyện. Quốc dân nào kiền thiền dòng bay, họ trì kinh nhớ mãi thâm ân. Mẫu Từ cho xuất thanh nhân, thông minh xuất chung muôn phần quyền linh. Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo, gắng sức xây tái tạo mau đi. Tùy gia phương tiện hữu duy, chẳng cần tiền bạc chi đâu nào. Mẫu chân lòng thanh cao tâm hào, sẽ ghi con tên thảo danh đề. Thẻ ngọc mẹ chuyển bút phê, tâm phàm phối sạch trở về diêu cung. Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn.
Sự hiểu biết của con người là vô hạn. Sự nhận biết của chúng con chỉ là hữu hạn. Nhưng đó là sự hiểu và nhận bằng cả cái tâm. Từ tận tấm lòng của chúng con đối với mẹ, nhân chi sơ, tánh bổn thiện, phàm là con người khi sinh ra đã có cái tâm, cái thiện và cả cái trí để hiểu và nhận. Nhưng chữ tâm, chữ thiện và cái trí trong khoảng thời gian ở cõi phàm trần để đặt đúng chỗ là điều không hề dễ. Bởi tham, sân, si luôn chế ngự trong lòng người, đã tạo ra ranh giới thiện và ác. Tuy mong manh nhưng không dễ bước qua sông. Nói như vậy không có nghĩa là bế tắc để rồi thả tâm mình vào chuyến xe chở ba khối tham, sân, si, đi vào các lâu đài ác nhằm thỏa lòng trong ngắn hạn. Chúng con sẽ cố gắng tình tâm bước lên thuyền, vượt qua lòng tham, sân hận, ganh ghét và si mê để vào bến bờ thiện. Chúng con vẫn luôn nghe lời mẫu dạy, lời mẹ dạy. Con ơi nghe mẹ chỉ truyền, ráng lo tu niệm khỏi phiền về sau. Lòng tự đắc tự cao dẹp bỏ, đường công danh hiệp đỏ rồi tan. Cớ chi mà dội mơ màng, cớ trời bao ứng hành tàn kiết hùng. Con của mẹ thủy chung đạo lý, thì sau này cao quý chi bằng. Ngọc ngà châu bao hương thân, cùng không so sánh cho bằng đạo tâm. Cớ bá đạo dễ lầm tà mị, nếu không tri đạo lý chánh truyền. Trao dồi tánh mạng căn duyên, dội nghe chẳng xét đạo truyền lầm mê. Cần thấu triệt con đường thiên lý, chữ không không ngự trị tâm hồn. Làm việc gì mẫu mực xét phân, chớ nên tinh bương làm càng đỏ thân uổng kiếp nghiệp mang linh hồn. Tình mẫu tử thương con mẹ dạy, chớ mê hồn tiêu hoài mai sau. Sự phân định luật thiên tàu,
mẹ mong nam nữ bước vào đường tu, chớ để cho mây mù nghiệp chướng làm mê hồn mang dương trà dây. Dẫu đạo pháp gian nan khổ cực hay đắng cay nghiệp lực khảo dồi, một lời thề nguyện con ơi, thần minh chứng giám đất trời rõ thông, chớ chán nản thay lòng đổi già, muôn đất thành đạo hòa phải hành. Trứng chiên thử cách tồn sanh là đường tiên hóa luật hành người tu, chớ nghĩ tới giận thù quán ghét, chỉ đại hùng học phép từ bi, thương nhớ mẹ phải cần lo đào mới xứng danh con thảo rồng tiên, đáp đền thất tổ cửu quyền sanh thành phụ mẫu tại miền trần gian. Nghiệp đời dù lắm oan khiên, thành lòng tu niệm mẹ hiền dạy oan. Các con nghĩ cho tường cặn kè, nếu không thì tình mẹ xa con, đau lòng của mẹ tạo hồn dưỡng nuôi ấm ủ bảo tồn linh quang. Khi con xuống trần gian lập hành, bị cụ ma dụ tánh mê trần, đâu còn nhớ kiếp tiền căn, tuổi tên mẹ tạo thường tầng hư vô, mãi gây tạo cuộc đời nghiệp quả, chịu luân hồi dây trà không ngừng. Con ơi lòng mẹ bâng khuâng, nhớ con trong đời tìm phương cứu nàng, sợ đến ngày chiếu màn đại hội rồi các con chịu tội trước tòa. Cộng đồng tam giáo chẳng tha, luật hình sửa trị khó mà an thân, bị xa đọa trầm luân địa ngục, bảy ức niên mới được đầu thai, lâm trần nghiệp quả trà dai, cũng như mà kiếp đời nay tận cùng. Sự dây trả trần gian chồng vợ,
tình thâm ân, con nợ phụ vong. Chiếu theo luật đạo cộng đồng thì con bất hiếu, khó mong bảo tồn. Đời mang kiếp dương trần hỗn loạn, vẽ tranh thiên Phật để con lạc lầm. Chúng quỷ kế giả hình thiên Phật, xưng vị ngôi làm trật đạo nhân. Bùa linh thuốc lũ mê khôn để cho chúng khiến các con theo tà, mang lửa lọc sứ tà ngoại đạo, ra tranh tài tam giáo Phật tiên. Giả hình giả tướng tưởng hiền, mà lòng thâm ma độc chẳng hiền nghe con. Dĩ như mẫu chúng còn bôi bác, cho mẫu đây vào hàng đạo tà. Con ơi lòng mẹ thiết tha, ai sanh ai tạo vậy mà lãng quên. Đủ vật chất để thì nuôi dưỡng, cho âm thần có được tu hành. Sanh tâm lòng giả bất lành, chê bai Phật mẫu phải đành đọa thân. Cơ ân xa mặt tình thế sự, muôn nói chi ngôn ngữ chẳng kiêng. Sao đây đừng có trách phiền, thần quan tả hữu gì liền chẳng sai. Con của mẹ ráng hiền nhẫn nhục, rèn đức ân phụ phục bề rồng. Tu là tu tâm, tu tâm chớ đừng tu tưởng mà hồng đắc chi. Cớ đại hội kỳ thi đã tới, lập đức ân thần mới vững còn. Một lòng về mẹ sắc son, sẵn lo hành đạo bảo toàn kiếp căn. Đừng xa ngã cõi trần con gì, để mà dương lũ quỷ vắt hồn. Xa vào trần địa bàn môn, háo danh trục lời chẳng còn mãn thân. Mẹ thương con vì căn mẹ tạo, nên khai truyền lý đạo chân minh. Đó là cốt nhục thâm tình, để lầm mối đạo chân linh mịt mờ. Mẹ nhìn thấy dương trần nam nữ, mãi chưa lòng hung dữ ngang tàn. Quên căn mẫu tạo thiên ban, xuống trần dục lời
nghiệp mang chức chồng. Nỡ phụ bà quên lòng từ mẫu, từ ngàn xưa mẹ tạo chân linh. Nắng con nên dốc nên hình, linh quang bác bửu trong mình dạng năng. Chiếu kỳ ba, luật trời mở hội. Lập đảo màu cứu rồi linh căn. Con ơi thoát khỏi đời mê muội, lo tu hành chuộc tội căn xưa. Các con có tinh thần giác ngộ, luyện tâm hồn tự độ mê si. Dâng lời của mẹ từ bi, giữ tâm trung hiếu lễ nghi cho tròn. Lập công quả mót bòn đức hạnh, dụng công phu sửa tánh diệu hiền. Công trình gắn chí cần chuyên, tam công trọn vẹn thành tiên tại trần. Con ơi sự mất còn thành bại, cũng do lòng khôn dại mà xa. Căn tiên đừng để làm ma, uổng công mẹ tạo sanh ra chân thần. Mây âm dương xây dần chuyển hóa, lựa lọc căn nghiệp quả tinh di. Ai thương bằng mẹ yêu trì, lo con mọi sự kể gì khổ lao. Tự tạo quá tiếng cao trời đất, sanh muôn loài vạn vật hữu hình. Cơ nay Phật mẫu truyền kinh, cho con cội thế giữ gìn đạo nhân. Sự báo ứng cơ trời đã lộ, các con cần giác ngộ rõ thông, để khi lập hội cộng đồng tội tình gây tạo khó mong sống còn. Đừng ngu dại mê tiền ma quỷ, rồi sau này loạn trí điên cuồng. Quỷ ma nào biết xót thương, mưu mô đủ ghê gạt lường chúng sanh. Quỷ rất nhiều lắm con, chúng ẩn hiện tâm hồn dục mày, suối làm điều khờ dại ngu si. Chẳng cần tội lỗi vậy thì con không định tánh
khó trì ngủ ma. Nó nhập phá làm xa căn kiếp, để linh hồn mang nghiệp muôn đời. Khó về gặp mẹ con ơi, muôn đời xa đò khó thời tình tâm. Khi mà kiếp mẫu tâm linh tử trao cẩm nang, con giữ phụng hành. Đừng vì quyền lợi đấu tranh, để làm mất tanh hạnh lành cao thâm. Kỳ mạc kiếp thiên đình ân xá, là nhiệm kỳ đạo hòa sắc ban. Chuyện cơ phổ độ trần hoàng cũng là định luật sải sàng hạ ương. Nay có mẹ đạo trời khai mở, cũng là kỳ xá tội tử linh. Các con mau kiếp đăng trình, kiếp mạng đại hội thiên đình thường ban. Một kỳ chót mẫu hoàng chấn trình, con bất tuân mạng lệnh chớ phiền. Đến nhà tam giáo quý nguyên, cộng đồng phân sự con hiền chớ than. Nhìn đất nước gian sang con đó, để thức thời giác ngộ công phu. Ham mê danh lợi vọng dù, rồi thân phải diệu ngục tù đọa mang. Ráng thức tỉnh trao dồi tâm tâm, thì nghiệp trần mới mộng con ơi. Xảy ra tai nạn kinh hoàng, cũng vì quyền lợi giàu sang mà khi dễ đọa quả mang bên mình. Cho nên mới vợ chồng thay đổi, hoặc cha con chơi bới gia đình. Vì danh lợi mưu sinh, anh em bạn hữu mất tình nghĩa dân, gây chia rẽ ý tài tranh chấp, tạo hận thù qua lắm tình thương. Đó là bể nghiệp ma dương, nhiều kiếp tạo đường trần duyên. Nay mẫu chuyện căn nguyên hội hiệp, phán đạo lành giải nghiệp oan kiên. Cả con nhớ lại căn tiền, cùng nhau trở lại môi viền căn xưa.
cõi rễ, cầm nàng thơ lưu để sau này. Mong ngày đại hội rồng bay, các con đầy đủ về ngay Phúc Châu. Mẹ mong đợi con đừng bê trễ, lượt sẵn sàng chẳng dễ đâu con. Ngày qua tháng lại mỗi mòn, năm dài cùng tôi nhật sơn hôi trời. Con nào biết nhớ lời mẫu dặn, thì sau này mới thành bao toàn. Ngỡ ngàng tình thâm, tạm dứt điển đạo tâm chân ly. Mẹ chúc con xét kỳ xưa mình, ơn dày tạo qua chân linh. Một kỳ trọn đại luận hình chuyên sân. Mẫu tuy vô hình vô tướng, nhưng cầm quyền năng thưởng phạt nhân sinh. Nhưng mẫu cũng bao dung vô hạn, bởi lòng từ mẫu thương con mẫu, chẳng đành đoạn dứt tình thiêng liêng. Nhưng rồi mẫu đã nhìn thấy bá tánh bây giờ ốm đau bệnh tật, sinh ra nhiều chứng thật gớm ghê. Khắp trong tất cả thành quê, hải đều họ nạn ê chề khổ thân. Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết, thổ sản này ngã chết chẳng còn. Nạn đói lạnh lầm than đau xiết, là điềm trời ứng thiệt rõ ràng. Bởi thiên đình thâu hạt lúa vàng, thần linh ngũ cốc lệnh ban về trời. Thế nhưng mẫu cũng chỉ dạy lần cuối, ai tỉnh ngộ lập đàn cung kính, thọ trì kinh nghiêm chỉnh cúng dường. Nạn tai nghiệp chướng lỡ dương, một ngàn muôn kiếp thoát được trầm luân. Kinh địa mẫu thấm nhuần đạo lý, gắn cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên. Hằng ngày ròng rã khẩn nguyện, được nhiều công đức tội liền tiêu tan. Mẫu phán dân nước nào chẳng tin lời mẫu, sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha. Đại kiếp thủy hỏa phong ba, thải đều chết rụi đâu mà còn chi.
nhưng lòng mẫu từ nghĩ suy đau xiết muôn hỷ hô đại khí phong ba bởi nạn thủy hỏa xảy ra hướng cho sanh chúng phải xa cảnh sầu ngặt chúng chẳng quay đầu trở lại tuân theo lời mẫu dạy trong kinh mẹ muốn bỏ sổ tử sinh vì thấy số phận sinh chết nhiều mẹ tính mãi bao điều phương kế chẳng đành lòng bỏ phế lãng tình thương vô bên vô bờ làm sao cứu được con thơ trở về thế rồi mẹ dùng trước mâu phê sắc lệnh phán phân rằng chỉ định thế này chuyên thân thiện ác đến đây chia làm hai phái dữ ác thần dẫn dắt nhập cùng chung kẻ bất lương tâm độc ác tàn nhẫn đa dâm chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi hiền lương phương phi quân tử hiện thần gom lại giữ một nơi đưa vào chánh giác kịp thời ngày đêm tu niệm quên đời gian chờ đến ngày hạ màn chung cuộc mẫu sẽ dài ra một cái dài dầu cho thiện ác phân hai tóm thâu tất cả một dài nếu liên lụy kẻ tận trung hiếu thảo người tu hành học đạo kinh tâm chừng đó mới thấy diệu thâm mẫu từ sẽ truyền huệ tâm trẻ được sống sót nhàn thanh độ trí biết đường phân chánh lý đường tà thiên gần ác lại tránh xa từ đó các đạo mở ra khai quang lúc đó các phương hướng tây nam tây bắc các vị thần giáp mặt bông
bào, gồm 60 vị tài cao. Mẫu tờ phán định truyền sao lời vàng, tuân lời dạy thiên can 10 vị, thập nhị thần định chỉ địa chi. Hoàng đế thái vị hoàn toàn, đức từ tôn mẫu hoàng điều khiển, thần lỗi công lôi điện tám phương, công thân trong thổ phi thường, 64 què có tường diệu thâm, hiện nguyên hình tay cầm binh khí, đứng vàng ra rực chỉ đó đây, khắp trong thiên hạ đủ đầy trận đồ của mẫu lập xây hạ miền. Mẫu từ của thiên la địa dòng, sức đại hùng vang động kinh hồn, làm cho thiên nam địa hùng thần sầu quỷ khóc, dòng tồn thảm thương. Con tứ đại thiên dương tiếp lệnh, bốn cửa trận mẫu định trấn an, tam vị thần lực kim cang xông vào trận qua pháp càng thần thông, làm trời đất hư không nghiêng ngả, nhật nguyên tinh cũng như trong trong lòng hoài, thế rồi lặng mất không ngài hiện ra. Lúc này mẫu thâu lại yên tà lăng mì, kẻ bất lương phải bị luật hình, hô phong quán võ lôi đình, làm cho sóng nổ nước mênh mông tràn, lửa dậy khắp dương gian nguy khổ, trận cuồng phong bão tố khắp vùng. Mẫu tần diệt đưa bất trung, sự người bất nghĩa chẳng dung tha nào. Đến chừng đó vàng thao mới rõ, màu thâu sông ngày đó bình an, nước rút sông lặng gió tan, sẽ thấy vũ trụ dương gian tới nhung, chỉ còn người hiền lương sống sót, kẻ thiện lương được thoát khỏi dòng. Thế là mẫu dũng quyền công, diệu pháp quá biên thần thông lẻ là. Kinh đô có sen vàng đua nở,
dòng khắp ở thị thành. Các con hiếu thảo hiền lành, đến chừng khi đó mẫu dành hồng ân. Được đổi xác kim thân bất loại, chẳng tự sanh thoát khỏi nghiệp duyên, chứng đặng đại la tiên thiên. Bởi nhờ cố gắng tu hiền thành công, hỏi bàn đào hướng đồng tất cả, các con nào đắc quả dự vào, thế rồi vĩnh viễn về sau chẳng còn chuyện kiếp khổ đau trần miền. Chúng con được niên niên bất tử, khoái lạc tiêu diêu ngữ cảnh nhàn, giống cảnh diêu điện mẫu hoàng, luôn hưởng lộc thọ phước an. Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. Con kính lạy Địa Mẫu Đấng Tối Cao Vô Thượng, đã giáng lâm phù hộ thế gian này với anh linh cùng đức độ cao dày, công tế thế an ban chân còn đường. Con kính lạy Địa Mẫu ân độ sanh vô lượng, ân bảo trì cứu tử lại vô biên, mẹ của nhân gian, mẹ thánh, mẹ hiền. Hằng Phật tử chúng con nguyện ghi mãi. Con kính lạy Địa Mẫu Đấng Mẫu Nghi Tứ Hải, danh vang lừng khắp cả nước non tiên, xuống trần gian làm Phật Mẫu Mẹ Hiền, để cứu độ chúng sanh cơn hoạn nạn. Con kính lạy Địa Mẫu Đấng Anh Linh Vô Hạn, xin mẹ ban phép lạ cứu trần gian, đang sống trong nghiệp chướng chốn trần hoàng, xin tế độ cho muôn loài hết khổ. Con kính lạy Địa Mẫu xin mẹ ban ân lành cho Việt Nam Phật giáo thịnh hành, được tôn nghiêm mầu nhiệm với viên thành, cho con mẹ bốn phương đều kính mẹ.